Bỏ ra 2.550.000 đồng để sở hữu một mẫu đèn năng lượng mặt trời Rolex 300W chip Mỹ này liệu xứng đáng hay không? Câu trả lời của rất nhiều khách hàng đã từng sử dụng qua dòng đèn Rolex là có. Thì đây cũng là một cái dòng đèn rất là đáng cho khách hàng có thể thử, bởi vì nó có rất là nhiều cái ưu điểm, rất là nhiều những cái sự khác biệt so với những chiếc đèn cùng công suất trên thị trường. Đa số là nó sẽ cao hơn, lớn hơn hoặc là sáng hơn những đèn trên thị trường rất là nhiều luôn. Và hiện tại thì chiếc đèn này đang có một chương trình khuyến mãi vô cùng hấp dẫn để cho khách hàng có thể là dễ dàng lựa chọn cũng như là dễ dàng trải nghiệm hơn. Đồng ý cũng sẽ điểm qua một số chi tiết đáng chú ý của mẫu đèn này cho khách hàng có thể thấy rõ sự khác biệt giữa chiếc đèn Rolex 300W chiếc Mỹ và những cái đèn cùng công suất trên thị trường nha. Đầu tiên là về thiết kế của đèn, thì với chiếc đèn này thì nó sẽ có một cái màu là màu xám ha. Phía trước sẽ là cái mặt nhựa PC chịu nhiệt, ở trên sẽ là cái phần chip LED được bảo vệ với những chip LED gương cầu lòi. Thì với cái gương cầu lòi thì nó sẽ giúp cho chiếc đèn chúng ta có thể vừa pha xa được nè, vừa tỏa rộng được, và đặc biệt là bảo vệ mắt chúng ta không có bị mỏi khi mà sử dụng dính đèn quá lâu. Nói về cái tấm pin năng lượng mặt trời thì phải nói là nó rất là to, to đùng luôn nha mọi người. Kích thước của nó sẽ là 680x680mm, và đây là dạng đèn cho công trình cho nên là dây dẫn của đèn chỉ có dài 2,5m mà thôi đó. Nhưng mà nếu như mà so giữa cái dây dẫn của đèn Rolex và những cái dây dẫn của chiếc đèn cùng công suất trên thị trường thì các bạn có thể thấy rõ sự khác biệt luôn. Cái dây dẫn của đèn Rolex nó sẽ to hơn gấp đôi, gấp ba so với những chiếc đèn cùng công suất trên thị trường nha. Đó, đây là một cái video rất là thực tế. Thì My đang so sánh giữa một cái chiếc đèn pha TF công suất 300W và cái dòng đèn Rolex 2.0 300W. Nó mà có thể thấy là hai cái sợi dây này nó có sự khác biệt rất là lớn luôn. Và về cái đầu nối của dòng đèn năng lượng mặt trời Rolex thì đây cũng là cái đầu nối rất là chuyên dụng và chỉ có dòng Rolex mới có thôi. Cho nên là nếu như mà dùng dây nối thêm thì nó cũng sẽ có một cái dây nối thiết kế riêng cho đèn. Cho nên là nếu mà quý khách hàng sử dụng chiếc đèn Rolex thì đừng nên cắt dây nối của tấm pin nha mọi người. Đây là khuyến cáo cho mọi người, đừng nên cắt dây nối nha. Cắt dây nó sẽ bị lỗi đó. 0.300W là một cái dòng đèn sử dụng pin khối lithium 4 lưu trữ với dung lượng pin là 65.000 mAh, đảm bảo cho quý khách là sử dụng được trên 20 tiếng hoàn toàn thoải mái mà không bị tắt giữa đêm. Và bên cạnh đó thì với cái dòng đèn này nó còn sẽ kèm theo cho quý khách hàng một cái bát có tấm pin đi kèm để cho quý khách hàng có thể là dễ dàng lắp đặt hơn. Và cũng giống như những cái đèn khác thì chiếc đèn này nó cũng sẽ sử dụng chế độ auto để hoạt động cho đèn. Và riêng với chiếc đèn này thì khi mà quý khách ghi dẫn của đèn pin vào thì nó sẽ không có chiếc led báo sạc nha mọi người. Nó mọi người có thể thấy là khi mà úp cái tấm pin lại nó sẽ tự động bật lên, và cái tín hiệu của đèn thì nó cũng khá là nhạy ha. Rồi, ban ngày khi nhận được ánh sáng thì đèn nó sẽ tự động tắt. Và ngoài chế độ auto thì đèn nó còn sẽ có thêm một cái remote đi kèm nữa. Nhưng mà cái remote này thì quý khách hàng chỉ có thể điều khiển thêm thôi, chứ không phải là bắt buộc khách hàng sử dụng. Cho nên là nếu như mà quý khách hàng chỉ cần là nó tự động bật tắt, thì khách hàng chỉ cần ghim dây dẫn của đèn với pin vào là được rồi nha. Rồi, và về cái tấm pin này thì nó sẽ có kích thước là 68 nè, nhân cho 68. Tại vì cái tấm pin này là nó là hình vuông á, cho nên là nó cũng không có sự chênh lệch gì đâu mọi người ạ. Auto thì đèn nó còn sẽ có thêm một cái remote đi kèm nữa. Nhưng mà cái remote này thì quý khách hàng chỉ có thể điều khiển thêm thôi, chứ không phải là bắt buộc khách hàng sử dụng. Cho nên là nếu như mà khách hàng chỉ cần là nó tự động bật tắt, thì khách hàng chỉ cần ghim dây dẫn của đèn với pin vào là được rồi nha. Và kích thước của chiếc đèn này sẽ là 315x284mm. Một bộ đèn năng lượng mặt trời hoàn chỉnh thì nó sẽ có bao gồm một chiếc đèn, một cái tấm pin, một cái giá đỡ tấm pin và một cái remote đi kèm theo. Thì quý khách hàng mua về thì có thể tự lắp đặt tại nhà mà không cần phải thuê thợ. Thì với mức giá chỉ có 2.550.000 đồng hiện nay thì chúng ta sẽ có được một cái chiếc đèn. Và bên cạnh đó thì công ty Xenon Solar còn sẽ tặng kèm theo cho quý khách một cái dây dẫn dài 5m trị giá 350.000 đồng nữa. Thì khi mà quý khách hàng nói dây dẫn vô á, thì giá khi mà quý khách hàng nói dây dẫn của đèn với tấm pin vào cũng như là nói cái dây dẫn của công ty Xenon Solar tặng kèm vô rồi á, thì nó sẽ dài ra được là 7,5m. Thì với cái chiều dài này nó cũng khá là dài đó, cho nên quý khách hàng có thể là dễ dàng lắp đặt tại nhà của mình nha. Tại vì đèn này thì nói càng dài thì nó lại càng nhập yếu, cho nên là quý khách hàng cân nhắc nha. Giá bán hiện tại chỉ có 2.550.000 đồng, cho nên nếu khách hàng nào có quan tâm, có nhu cầu mua đèn thì nhanh tay liên hệ ngay với My để chốt đơn nha. Cảm ơn khách đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại.